Ấy, rô phi coi. Ui, rô phi ngon chưa? Anh em mình nhận đi cái cá này mọi người ạ. Đỏ ao. Vừa hôm nãy nhận với cá rô đồng dạy trên trời mưa này mọi người. Ê, có anh. Về giá, bắt về giá. Còn một con nữa. Nó nhận ở chỗ có tốt. To. Hôm nay đi đường nhặt được ít cá rô đồng dạch lên trong vũng mọi người. Rồi đi hơi ít cá rô đây, lại bắt được một ít cá rô đây. Ấy, ui, sọp. Sọp đi mọi người. Lên sọp này. Trời đang mưa lâm râm mọi người ạ, vẫn chịu ảnh hưởng của bão. Bão tan rồi nhưng mà nó vẫn bị quảng lưu gió bão. Anh bắt con rô phi to anh. Đúng rồi. Để cho các cô ăn rồi. Không biết. Rô đồng. Rô rô. Nãy vừa đi mạnh. Nãy mẹ vớt được ít cái. Cá rô đồng ở trên đường. Bữa ấy. Mưa mà nó vẫn mưa, cá vẫn lên mà. Đấy. Chạch to này. Ui, chạch to chưa mọi người. Ui, tôi phi cụ ấy. Rồi. Cứ đi quay con chạch to này. Ui, chạch to không mọi người. Ui, con chạch to mọi người. Là hàng hiếm luôn đi mọi người. Lúc đầu nắm rồi mới thấy đấy. Ờ, để béo hết đi. À, nó xuống, nó xuống. Gói to. Ui, gói to. Ngon chưa mọi người? Thì em phải đi lên mương bên kia để anh bó vào làn luôn nhỉ. Đợi em tí nha. Để con giói to mọi người. Giói to thì ngon. Nhạc Rô Phi đã dãy trước này. Con giói ngon chưa? À, em bị con gì đốt. Con khí bóng nó đốt phát tay em luôn. Nhà con cá nó đốt cho phát. Bước thế. Nó không hết tay. Ui, số to mọi người, ngon, hơi ngon mọi người. Mưa nắm lại cá đi lắm mọi người. Và con mương này là con mương trục chính, gọi là dồn nước cả đồng vào đấy. Anh em mình ngó là con mương này còn nhiều nước nên là kích. Sọp. Ui, giận bá. Đen đen lâu, con này phải lướng. Nhìn nó giống sọt thật. Nhưng mà sọt nó sẽ dãy. Đấy. Mại mương rất nhiều. Sophie. Sophie. Ai nào anh nữ? Đúng loại màu rồi, gọi là Sophie ba màu. Đấy. Nó nhiều màu nhỉ. Kiểu như Sophie ma ấy, con cá nhìn rộng to lên to đùng ấy. Nhìn nó đẹp. Nhìn kinh lên anh ạ. Trông nó như con Sophie ma ấy. Giấc đĩa gì. Đấy. Phía cụ ấy. Ủa, con này to. Đỏ.
bắt con này đi, xong rồi bắt con kia đi, làm gì không? Con này con kia con to ngon nhất, không bắt được cái phí. Đâu nhỉ? Con bà hay to. Đấy. Được khá là nhiều cá này mọi người, rô đồng nhé. Đấy, nhiều thế. Đây. Nó đây. Không chạy được mọi người. Đó, ngoài rán ngon lắm. Sướng chưa mọi người? Cá đồng ngon lắm. Giá này còn như thế nên mà chấm từng bần hoặc mắm cái thôi. Không chê được rán giòn cháy cạnh mọi người. Ăn nó mới thích. Ui lắm mãi thế nhỉ. Mại mại chưa? Đấy, con phi. To luôn. To luôn. Đấy. Đấy, mình hiểu chưa? Cố hút về chỗ các cô. Đây, to, ngon. Ôi, còn siếc to chưa? Ấy. Ui sợ, kinh nó nhào quá như... Từ con sộp to cơ mọi người. Hú hồn chim én. Ấy, chuột à? Chuột nhau lên hay con dím ấy. Đây đánh mương này anh, đánh mương này, mương. Ấy con rô phi to kìa. Đánh mương bên đây xem anh. Có cá. Ui bên đây có đấy. Sang bên đây san cá. Mương nước đục đục bẹp bẹp này, nước có cá. Ui giời, nhiều nhỉ. Con rô phi to chẳng ở đâu. Chẳng bắt được tiếc thế nhỉ. Đấy, ui giời, cá này. Đẹp quá. Đẹp quá. Đấy, con gì quấn đấy. Đấy, em nhảy xem ở đây, đi cho nó thoải mái. Hay đi này, khó quay đó anh. Đi nuôi trên đây nha. Nếu có cái cô vẫn giao giao sợ cô ra cô nhìn thấy đi ra nhà cũng mắng chết. Cục cái này rồi. Đấy. Ui giết à. Có cần giết à. Đấy. Được không? Rất quả thế với sướng rồi. Đúng không? Đấy. Thôi con tiền bé thôi. Ui rô phi, ui rô phi cụ ơi. Ui nhiều rô phi to. Đấy, con gì quẫy đi. Con sò. Ui thằng bé. Con phải rô cụ bắt về nước. Thu lạc vào ngay. Ui tầm rô phi to mọi người, càng cá ngon. Vượt đẩy tay sướng luôn mọi người. Cứ như này, chẳng mấy mà đầy lại cuối cùng không được con nào rồi. Không? Ôi, cứ thảm thầm mọi người. Cứ thảm thầm thật. Tham thì thua. Để... Wow, rồi, không có sai gì cả. Đấy, tham thì thua. Đấy. Sẵn chưa mọi người? Đây có một con nào. Vui lên cho đoạn nước to đấy, một đoạn nước to. Ui. Ấy, rô phi cụ đây, trong hang. Mấy con, ôi con rô đồng nữa kìa.
được hai con ngon mọi người ạ. Còn một con to, rô phi to như chui trong hang rồi. Chưa có mà. Chưa thôi. Đấy, khỏe thế rồi. Rất hơi lông thật. Đầy rô phi nhỉ. Chưa, mới cút đất. Rất nhiều rô phi. Hết còn nên may. Bữa buồn tay rồi. Đấy. Tối đầy. Bình định đây mà. Trơn thật. Ui nhiều chưa mọi người. Đây mà nạn rồi. Kinh nhiều dã man luôn mọi người. Cứ đi nhanh tay một tí bắt con to rồi bắt đi. Rồi săn được cá sọp. Mưa cá sọp đi. Ui nhiều nhiều chứ. Các con còn hôm nay. Đầy một làn không mà. Đầy một làn cá sướng chưa. Anh em mình đi tua xem có sọp không. Tiện vớt ít rô phi cho các cô. Ấy, ui. Đây chỗ anh chỗ nước sâu. Không có sọp phi ra nhỉ. Ấy, phi cụ ấy. Phi ngon, phi ngon. Đây đánh sang chỗ nước xem có cá sọp ra chiếc không. Đấy, ui là cá kìa. Nhiều thế nhưng mà toàn rô phi thôi mọi người. Bé thôi. Đánh chỗ này xem có sọp. Coi thôi thì mình khác. Đây nước mới lên rồi. Rồi bị con kim cũng đốt cho phát sát không ạ. Không có cá. Đây đánh chỗ nước to thì mọi người mình đi nơi khác đi săn chỗ đập đập nước sâu sâu không có cá sống. Chắc không có. Thôi mọi người ạ, có khi là anh em mình xin kết thúc clip đây thôi nhá. Quay quá mọi người xem. Ôi mày không đói đấy, đói là nhạt nhạt đầu lắm anh Trường sắp rồi cho mọi người xem. Cá đồng ngon chưa mọi người. Ê, clip anh em mình xin kết thúc đây thôi mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.